Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày mới có một tuần mới an lành và chúng ta vẫn thường chúc nhau an lành nhưng mà rất nhiều người trong số chúng ta vẫn cũng có một cái ước vọng nữa chứ là sẽ trở nên giàu có nữa chứ thưa quý vị thì um, trước khi mà đi đến phần tin chính ngày hôm nay với cái câu chuyện là ông thủ tướng phạm minh chính đã đến mỹ thì hoàng vi xin thưa lại quý vị một cái lời nhận định của một vị tỷ phú mỹ ông này là mark cuban là một nhà tỷ phú với cái số tài sản của ông là khoảng chừng năm tỷ rưỡi đô la mỹ rồi ông cũng là chủ sở hữu một cái câu lạc bộ bóng rổ của Dallas Mavericks và là đồng sáng lập hãng dược phẩm Cos Plus Rus. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi đọc thấy một cái bài, một cái lời khuyên thì đúng hơn về cái việc mà làm giàu của mọi người đó hiện nay. Ông tỷ phú Mark Cuban này nói một câu thế này nè thưa quý vị mà đúng là đánh trúng vào cái thực tế hiện nay đừng có tin ai nói là có thể khiến giúp cho bạn có thể trở nên giàu có được ông nói như vậy thưa quý vị những người mà cứ đi rao giảng những cái bài học về đạo đức kinh doanh hay là dạy những cái phương châm mà làm giàu thì theo ông mark Cuban là đó là những lời nói dối hết bởi vì khi mà chia sẻ một cái bí mật mà tất cả những người đều mong muốn khao khát biết được bí mật đó làm giàu vậy thì tại sao họ phải chia sẻ với các bạn làm gì nếu mà họ đã giỏi như vậy, tại sao họ không giúp cho bản thân họ giàu có đi mà họ lại phải đi mở những cái lớp kinh doanh rồi họ bằng cách kiếm tiền bằng cách là chia sẻ những cái kinh nghiệm làm giàu đó. Cho nên ông khuyên những cái người như chúng ta đó cứ mỗi ngày phải lên internet rồi tìm kiếm những cái lời khuyên làm giàu hay là tìm kiếm những cái chuyên gia cố vấn về kinh tế để mà chỉ cho cái cách làm ăn á thì ông nói đó đừng có tốn thời gian nữa bởi vì ở đó đó cẩn thận là với những cái trường hợp là có thể sẽ bị lừa đảo rất là nhiều khi ai đó bán ý tưởng cho bạn, dù là bán giày hay giao hàng, họ cũng có thể nói cái điều đó cho người khác. Vậy thì họ đang tạo ra cái sự cạnh tranh cho bạn đấy. Có nghĩa là nếu mà quý vị biết một cái bí mật kinh doanh để mà quý vị làm giàu thì cái nhân vật mà cố vấn đó cũng đi nói với người B, người C, người D và thế là tất cả đều có chung một chiến lược kinh doanh và như vậy là sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh rất là lớn thưa quý vị. Thì quý vị có để ý là, là hiện nay trên mạng xã hội không vi thấy là trên youtube nè trên Facebook nè, thỉnh thoảng cứ hiện lên những cái mẫu nói trong cái cộng đồng Việt ngữ của chúng ta thôi. Những cái mẫu những người phụ nữ rất là bình thường, không còn khoác vai là mặc đồ vest sang trọng hay là những cái chuyên gia về tài chính kinh tế để chia sẻ những bí quyết kinh doanh mà là những người phụ nữ rất là bình thường, những người đàn ông rất đổi là bình thường, có thể là một người mẹ ba con nhưng mà không có cần phải đi làm gì hết mà chỉ ở nhà thôi mà vẫn rất là thảnh thơi và vẫn có thể kiếm tiền và có giờ cho sóc gia đình và nói rằng tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái bí mật này để các bạn có cùng cái cuộc sống như tôi đây, rất là thảnh thơi nhưng mà vẫn có tiền. Thì xin quý vị hãy cẩn thận với cái điều đó, hãy rất cẩn thận với điều đó. Bởi vì không dễ gì có thể kiếm tiền được, tiền không phải là lá rụng ngoài đường để mà đi ra kiếm tiền. Và như người ta nói thì quý vị, nhiều khi mình thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi à, vác à, vác cuốc đi đào đó thì nó nó sẽ rất là nhiều cái tiền mất tật mang. Ngay cả ở Mỹ đây thì cũng quý vị, những cái chia sẻ trên mạng xã hội đó thì Mỹ không có cấm, không có gì là bất hợp pháp hết. Tuy nhiên, những cái giới chức của Mỹ vẫn thường xuyên cảnh báo người dân về những cái mánh khóe lừa đảo, đặc biệt là những cái dịch vụ liên quan đến huấn luyện kinh doanh hay là tư vấn đầu tư. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Vậy thì nói tóm lại, ông Mark Cuban, ông tỷ phú Mỹ, ông khuyên là gì? Đừng nghe theo những cái lời khuyên mà dạy những cái bí mật kinh doanh, chiến lược kinh doanh gì hết. Thay vào đó, hãy tự đi tìm cái con đường tốt nhất cho mình. Còn nếu như trước khi lắng nghe một cái ý kiến của ai đó, đó thì phải tìm hiểu kỹ cái người đó trước khi mà đặt cái niềm tin của mình vào đúng nơi đúng chỗ đó là câu chuyện để mở đầu vào ngày hôm nay bởi vì một lần nữa trong chúng ta rất nhiều người ai cũng có một cái khao khát là sẽ làm giàu sẽ đổi đời nhưng mà rất là cẩn thận trong cái con đường làm giàu của mình thưa quý vị không có cái gì là dễ dàng là sẵn có nếu không có đổ mồ hôi sôi nước mắt trở lại đến cái phần tin chính mà như phần đầu chúng tôi nói đó là câu chuyện ông thủ tướng của việt nam là ông phạm minh chính vào chiều tối ngày chủ nhật thưa quý vị là theo giờ của mỹ đó thì ông đã đến san francisco rồi và ông đã bắt đầu một cái chuyến đi đến mỹ để dự cái sự kiện là cuộc họp của đại hội đồng liên hiệp quốc tại new york thì nó chỉ vài giờ sau khi mà ông thực hiện một cái chuyến đi đến với trung quốc thì ông vừa về đến hà nội thưa quý vị vài giờ thôi thì ông lại ra sân bay nội bài và bắt đầu cái chuyến đi Mỹ thì theo đi cùng với ông kỳ này đó, theo thông tin từ truyền thông cho biết là ông có một cái phái đoàn cũng rất là hùng hậu, trong đó có ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng là người vừa mới đi Trung Quốc luôn. Tức là quý vị sau khi mà ông Biden đến với Việt Nam rồi ký cái mối quan hệ nâng cấp lên là đối tác chiến lược toàn diện đó thì ngay lập tức và chúng ta cũng dễ hình dung thôi vì xưa nay việt nam vẫn như vậy thì ngay lập tức sau cái chuyến đi ông biden đã rời khỏi việt nam thì ông phạm minh chính cũng như ông tô lâm cũng đã có chuyến đi sang trung quốc ông tô lâm thì đi sau ông phạm minh chính vài ngày và ngày hôm qua thì người ta nhìn thấy ông tô lâm có tháp tùng ông phạm minh chính đi sang mỹ cùng với một số những cái nhân vật khác ví dụ như bộ trưởng công an là tô lâm rồi bộ trưởng ngoại giao kế hoạch đầu tư công thương tài chính văn hóa thể thao du lịch thông tin truyền thông tài nguyên và môi trường một cái phái đoàn rất là hùng hậu thưa quý vị và đón ông phạm minh chính tại san francisco thì có chính quyền thành phố rồi có đại sứ việt nam tại mỹ là ông nguyễn quốc dũng rồi có tổng lãnh sự quán việt nam tại san francisco là ông hoàng anh tuấn thì chuyến công du này của ông phạm minh chính sẽ kéo dài 6 ngày qua ba thành phố là san francisco washington và new york và theo theo cổng thông tin của chính phủ cho biết chứ chúng tôi thì chưa đọc thấy thông tin từ tòa bạch ốc gửi ra xác nhận thưa quý vị bên phía việt nam nói rằng là ông phạm minh chính sẽ có một cái cuộc gặp song phương với lại phó tổng thống kamala harris thưa quý vị thì chưa rõ bởi vì tòa bạch ốc chưa có gửi ra xác nhận và chưa rõ là trong cuộc gặp này sẽ nói điều gì bởi vì vừa rồi cũng ở cái diễn đàn cuộc họp thượng đỉnh giữa mỹ và asian thì bà Kamala Harris cũng có gặp ông Phạm Minh Chính, chúng tôi đã thưa quý vị. Và trong cái cuộc gặp đó, ông Chính có nhắc lại là năm 2021 á, là bà Kamala Harris đã đến Việt Nam và đã tặng rất là nhiều triệu liều vaccine cũng như là nhiều triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho Việt Nam trong cái công việc là nghiên cứu về y tế, về giáo dục. Và ông nói là cứ cố gắng, Mỹ cứ cố gắng phát huy cái tinh thần này nghe. Thì bây giờ hai vị này lại gặp nhau ở Mỹ thì không rõ là sẽ bàn điều gì. Và người ta cũng không biết rằng là ông phạm minh chính có gặp ông tổng thống joe biden hay không thì chúng ta chưa thấy nói nhưng mà bà phạm thu hằng là phát ngôn viên của bộ ngoại giao thì bà nói rằng cái chuyến đi kỳ này của ông phạm minh chính là để nó có ý nghĩa rất là quan trọng nhằm theo lời bên phía bộ ngoại giao là cụ thể hóa kết quả chuyến thăm của ông tổng thống biden thưa quý vị thì nhân nói về chuyện ông biden cho hoàng vi mở ngoạn thêm chút xíu nữa thôi Chúng tôi có đọc thấy cái thông tin từ Thứ trưởng Ngoại giao là Hà Kim Ngọc đó thưa quý vị. Có nói một cái ý bây giờ mới tiết lộ là lẽ ra ngay từ đầu á, thực ra không phải là dự định là ông Biden sẽ đến Việt Nam. Mà là lẽ ra là ông Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng là sẽ đi Mỹ để mà gặp ông Biden nhưng mà vì theo phía Việt Nam nói đó là vì điều kiện chưa cho phép cho nên là cuối cùng để mà có thể nâng cấp cái mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thì ông Biden phải quẹo sang Việt Nam từ cái chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ. Đó là một cái thông tin đáng chú ý. Thì bên phía Việt Nam không có nói rõ là điều kiện chưa cho phép đó là điều kiện gì. Có thể là vì sức khỏe của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chăng? Chúng ta không biết. Nhưng mà đến ngày hôm nay theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc thì chúng tiết lộ một cái dòng thông tin như vậy. Và trở lại cái chuyến đi của ông Phạm Minh Chính thưa quý vị, nó có một cái chi tiết như thế này nè. Việc ông Phạm Minh Chính đi dự cái hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, theo nhiều người cho rằng đây là một cái điều nó khá là bất thường. Bởi vì theo Thông lệ thì đương kim chủ tịch nước sẽ đi dự cái sự việc này sẽ đảm nhận cái công việc này hàng năm. Vậy thì ông chủ tịch nước ở đâu mà tại sao phải để cho ông Phạm Minh Chính cái 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 lịch trình khá là dày đặc vừa mới ở Trung Quốc về rồi bây giờ lại đi Mỹ, sau khi đi Mỹ ông Phạm Minh Chính về lại đi tiếp Brazil nữa. Tại sao mà ông Phạm Minh Chính phải bận rộn như con thoi như vậy mà cái sự kiện này lẽ ra phải là ông chủ tịch nước? và người ta nhớ lại thưa quý vị vào cái đại cái sự kiện đại hội đồng liên hiệp quốc vào hồi năm ngoái thì lúc đó ông phạm bình minh còn làm phó thủ tướng của việt nam á, cũng được đảng cử đi dự thay cho ông chủ tịch nước ở thời điểm đó là ông nguyễn xuân phúc mà nhiều người cho rằng đến bây giờ vẫn cho rằng là ông nguyễn xuân phúc bị thất sủng vì cái vụ việt á quý vị nhớ là vẫn còn những cái tin đồn trên mạng xã hội và trong dư luận cho rằng là vợ của ông phúc là bà trần thị nguyệt thu ấy, chính là trùm cuối trong vụ việt á và dẫu rằng cái ngày mà ông Phúc ông rời khỏi cái 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 vị trí của mình ông có nói là vợ tôi con tôi không có liên quan gì đến việc á đó điều này đã được đảng điều tra rồi đã chứng minh rồi nhưng mà cái lời tuyên bố đó nó không có xóa được những cái đám mây mù trong cái suy nghĩ trong cái công luận và trong cái dư luận hiện nay thì người ta nhìn cái sự kiện ông Phạm Minh Chính bây giờ đi dự cái đại hội đồng liên hiệp quốc ở New York lại không phải là ông chủ tịch nước võ văn thưởng thì người ta lại nhớ lại cái sự kiện của năm ngoái thưa quý vị đó là câu chuyện đó là câu chuyện liên quan đến ông phạm minh chính và chúng ta chờ đợi có phải như phía việt nam nói là để cụ thể hóa những cái điều mà bên phía ông biden vừa rồi đến việt nam đã ký kết đó, thì bây giờ là ông phúc đi và để thực hiện những cái ký kết đó thì chúng ta sẽ chờ xem nhưng mà cũng ngày hôm qua cũng ngày hôm qua, chúng tôi đọc được trên tờ South China Morning Post cái ý kiến của một vị giáo sư học viện chiến tranh ở thủ đô Washington DC đây thưa quý vị. Ông này có tên là Zachary Abuja ông viết một cái ý ông tiết lộ một cái điều là sắp tới đó là Mỹ sẽ bán những cái vũ khí không sát thương cho Việt Nam bởi bởi vì cái mối quan hệ đã nâng lên là đối tác chiến lược toàn diện rồi cho nên Mỹ bây giờ sẽ mở rộng thêm cánh cửa một chút nữa để bán những cái vũ khí không sát thương cho Việt Nam cụ thể đó là Mỹ đang chế tạo những cái khoang cứu nạn tàu ngầm cho 6 tàu ngầm Việt Nam mà Mỹ chuẩn bị giao trong một ngày rất là gần đây thôi. Và bên cạnh đó đó thưa quý vị thì Bộ Quốc phòng của Mỹ cũng sẽ cấp thêm 6 chiếc máy bay trinh sát không người lái cỡ nhỏ nằm trong cái gói viện trợ gần 48 triệu đô la Mỹ mà Mỹ dành cho một số nước trong đó có Việt Nam trong cái khối Asian là Malaysia, Indonesia và Philippines thì đó là cái chi tiết thứ hai nữa. Và để cho gia tăng giúp Việt Nam gia tăng cái khả năng tuần tra biển trước cái cái chuyện mà hung hăng của Trung Quốc và ông giáo sư Niệm có nhắc lại nữa không có lâu mới đây mới đây Trung Quốc lại công bố một cái đường bản đồ đường lưỡi bò mà bây giờ không phải là chín đoạn mà bây giờ lên đến 10 đoạn rồi và đặt những cái nước láng giềng á, vô một cái tình trạng là thách thức và phải tự trang bị cho mình sức mạnh về quân sự ở trên biển thì đây Mỹ giúp cho Việt Nam khả năng tuần tra bằng cách là sẽ chuyển giao cho Việt Nam hai tàu tuần duyên trọng tải 3.250 tấn lớp Hamilton cho cảnh sát biển cùng với 24 xuồng tuần tra cao tốc đó là những cái chương trình, những cái vũ khí mà trong thời gian rất gần Mỹ sẽ chuyển giao. Nhưng mà Mỹ sẽ không cho Việt Nam, không có cấp giấy phép cho Việt Nam sản xuất các cái loại vũ khí khác là bởi vì theo lời ông giáo sư này là Mỹ sợ cái chuyện mà sao chép và đánh cắp tài sản trí tuệ và điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái những cái thỏa thuận mua bán vũ khí của Việt Nam đối với Mỹ. Bên cạnh đó đó là vũ khí của Mỹ thì đến bây giờ rất là nhiều những chuyên gia quân sự nhận định là hiện đại nhất, tối tân nhất ở trên thế giới nhưng mà đồng thời cũng rất là mắc và mua vũ khí của mỹ thì chắc chắn quý vị đã biết rồi là mấy ông quan chức mà đứng ra thực hiện những cái điều đó thì không có được sơ muối gì hết không có được cái phần trăm nào hết khác với mua vũ khí của nga cho nên vì nguyên nhân từ phía mỹ và cả từ phía việt nam cho nên vị giáo sư này mới nói là có thể những cái hợp đồng mà mua bán vũ khí giữa hai nước á, trong thời gian sắp tới nó sẽ không phải thực sự là mở bung ra như mà mọi người nghĩ rằng một khi mà mỹ và việt nam nâng cấp lên mối quan hệ đối tác chiến lược thì sẽ có những cái liên minh về quân sự và cả những cái chuyện mua bán vũ khí điều đó là một suy nghĩ nhầm lẫn theo lời ông giáo sư này nói trong cái bài trên China South Morning Post thưa quý vị. Và ông còn nói nữa và một cái ý cuối cùng là cái vũ khí của Việt Nam xưa giờ đó thì là thuộc về cái hệ thống của Nga. Và một điều mà Mỹ nên nhớ đó là quân đội của Việt Nam á, khá là bảo thủ. Khá là bảo thủ chứ không có cái kiểu mà cởi mở. Giống như quân đội của Trung Quốc thì lực lượng quân đội Việt Nam được tổ chức và điều khiển là để bảo vệ đảng là trên hết. Và hiện nay đảng vẫn còn trong cái suy nghĩ là ngoại giao cây tre có nghĩa là sao cũng gần với mỹ nhưng mà vẫn rất là thân với trung quốc và sẽ không có chấp nhận nghiêng về phía mỹ như mỹ mong đợi cho nên nói tóm lại chuyện hà nội sẽ mua những loại vũ khí gì của mỹ của Washington sẽ phải được đặt lên bàn cân trong cái mối quan hệ rất là phức tạp giữa Việt Nam với lại Trung Quốc và cả với Nga hiện nay. Và quý vị đã biết rất rõ câu chuyện chúng tôi đã gửi đến quý vị là ngay trước khi mà ông Biden, ông Tổng thống Mỹ đến với Việt Nam và nâng cấp cái mối quan hệ như vậy thì Việt Nam cũng đã lẳng lặng mua vũ khí của Nga mà cái hợp đồng không nhỏ đâu lên đến 8 tỷ đô la Mỹ. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện mà đến bây giờ nhiều người vẫn còn rất thắc mắc nhưng mà nếu như họ hiểu được cái chính sách 4-0 của Việt Nam và họ hiểu được cái mối quan cái 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 phương châm ngoại giao cây tre của Việt Nam thì chắc chắn là họ sẽ không còn thắc mắc gì nữa thưa quý vị và nhân nói về Trung Quốc thì cũng vào ngày chủ nhật Ngày hôm qua, thì quý vị, thì cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là ông Jack Sullivan đã có cuộc gặp với lại ông ngoại trưởng Vương Nghị ở bên Âu Châu để mà làm gì? Để mà làm giảm bớt cái sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Nói chung là từ cái sự kiện mà Mỹ bắn rơi cái kinh khí cầu dọ thám của Trung Quốc cho đến bây giờ, Trung Quốc khá là quê sệ đối với Mỹ và cái mối quan hệ vẫn chưa có tan băng. Mặc dù là Mỹ đã gửi nhiều cái nhiều cái giới chức cao cấp trong nội các của ông Biden, ví dụ như là Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại, rồi cả Ngoại trưởng đều đi sang Trung Quốc, nhưng mà xem ra chưa có đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào. Thì cái cuộc gặp ngày hôm qua ở bên Âu Châu thưa quý vị, giữa ông cố vấn an ninh quốc gia như quý vị đang thấy là Jack Sullivan gặp ông Vương Nghị đó, thì nhiều người đang kỳ vọng rằng theo những cái thông báo từ tòa Bạch ốc gửi ra cũng như bên phía Trung Quốc khẳng định đó, họ đang tạo cái tiền đề để mà cuối năm nay, cuối năm nay có thể là vào tháng 11 ở San Francisco thì ông tổng thống Joe Biden sẽ gặp gỡ ông Tập Cận Bình trong cái hội nghị thượng đỉnh APEC và Nhân nói về cái sự kiện này làm cho chúng tôi nhớ chứ thưa quý vị là vào cách đây khoảng tháng mấy đó lúc mà cũng có rộ lên cái thông tin là ông Tập Cận Bình ổng em chả em hổng thèm đi dự cái sự kiện G20 nữa. Ông Biden khá là thất vọng Ông Biden nói tại sao như vậy nhỉ, nhưng mà thôi, trước sau gì tôi cũng sẽ gặp ông Tập Cận Bình, có thể là vào cái sự kiện APEC ở ngay tại Mỹ đây. Thế thì ngay lúc mà ông Biden đưa ra cái lời phát biểu đó đó, quý vị có biết không là cơ quan an ninh hàng đầu của Trung Quốc vừa đưa ngay lập tức đưa ra một cái ám chỉ cho là nếu mà có bất kỳ một cái cuộc gặp nào giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden ở san francisco thì nó phải tùy thuộc vào việc mỹ có thể hiện đủ sự chân thành thực chất hay không đúng là quý vị để ý không là trung quốc trước giờ vẫn có cái kiểu rất là mặt mũi mặc dù là nền kinh tế ở trong trung quốc đang hiện nay đang xính vính luôn và mặc dù là ông tập cận bình cũng đang đối diện với những cái mâu thuẫn lục đục nội bộ từ những cái vị nguyên thủ uh, gọi là lão thành đó đang chỉ trích trong một cái sự kiện ở bắc hà đó đang chỉ trích ông Tập Cận Bình rất là nhiều về cái tình hình bất động sản, tình hình về kinh tế, về tỷ lệ thất nghiệp quá tăng và làm cho cái tình hình Trung Quốc nó đang lao đao. Vậy mà vẫn còn giữ mặt mũi, đang rất cần Mỹ nhưng vẫn giữ mặt mũi nói rằng cái việc có gặp hay không là thể hiện nó phụ thuộc vào cái sự chân thành thực chất của Mỹ thưa quý vị. Thì đó là cái cuộc gặp giữa hai hai nước Mỹ và Trung Quốc. Thì ông bên phía ông Jack Sullivan có nói một cái ý là nhắc lại vừa nhắc nhở nhẹ mà vừa cảnh cáo Trung Quốc chớ có rót vũ khí quân sự cho Nga và Mỹ cũng có nói một ý là cho đến hiện nay thì chúng tôi cũng thừa nhận là chúng tôi chưa có tìm thấy chưa có tìm thấy một cái officially là việc Trung Quốc có viện trợ vũ khí, đạn dược cho Nga và ngược lại Trung Quốc ông Vương Nghị cũng đưa ra cái lời cảnh báo đối với Mỹ. Ok, muốn nói chuyện gì thì nói, muốn làm tan băng thì làm nhưng mà dứt khoát Đài Loan sẽ là lằn ranh đỏ mà Mỹ không có thể vượt qua. Hai bên vừa cố gắng để mà xoa dịu cái sự căng thẳng, nhưng mà cũng gồm, cũng là ra những cái đòn gió và những cái lời hăm he lẫn nhau. Chúng ta chờ xem trong thời gian sắp tới liệu cái mối quan hệ này nó sẽ như thế nào thưa quý vị. Và trước khi đi tiếp một số phần thông tin quan trọng về nền hình kinh tế của Mỹ, thì Hoàng Vi xin phép dành ít phút cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và thưa quý vị, ở cuối phần 1 chúng tôi đang nói về nỗ lực của Mỹ và Trung Quốc trong cái việc làm tan băng. Và cả cái việc mà nền kinh tế của Trung Quốc đang lao đao đó thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trên thế giới và nhất là những cái nước trong khu vực về tình hình xuất nhập cản nữa chứ. Bởi vì nói gì thì nói, Trung Quốc vẫn là cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Nhưng mà vào ngày hôm nay chúng tôi đọc được một cái bài nhận định của chuyên gia ở phố Wall Street đó thưa quý vị. Họ nói rằng á, là những cái rắc rối kinh tế của Trung Quốc á, Đối với các nước trên thế giới, á, nó lại không đáng lo ngại bằng việc là ngân hàng trung ương của Mỹ đó cứ tiếp tục nâng lãi suất vào thời điểm này. Quý vị biết là cái việc nâng lãi suất như thế này cho đến thời điểm hiện nay là lên đến 5 chấm rồi và người ta nói là cái lãi suất hiện nay là cao nhất ở mức 22 năm. Vì sao lại tăng cao như vậy? Là bởi vì một lần nữa ngân hàng trung ương mong muốn là tăng lãi suất để giảm bớt những cái nhu cầu vay mượn nợ, nhu cầu tiêu dùng trong nước Mỹ để làm gì? Để mà kéo lạm phát của nước Mỹ về xuống cái mức là 2 chấm. Hiện nay là lạm phát của Mỹ là 3.7% thưa quý vị, chưa được phải kéo về hai chấm và chính vì điều đó mà những cái cơ sở thương mại nhỏ và vừa trong nước mỹ đó rất là khó khăn rất là lao đao và cả người tiêu dùng mỹ nữa nhưng mà cái vấn đề ở đây những cái chính sách của ngân hàng trung ương nó không chỉ ảnh hưởng ở trong nước mà cả thế giới và đặc biệt á, các nước á, người ta cho rằng á, cái việc mà lãi suất tại Mỹ mà cứ tăng như thế này thì khiến cho những cái tài sản niêm yết bằng đồng đô la Mỹ sẽ trở nên hấp dẫn hơn hút tiền của các thị trường khác và khiến tiền tệ cho những khiến cái đồng tiền của những cái nước đó, đó nó sẽ mất giá và nó làm gia tăng lạm phát và cái khả năng trả nợ của các quốc gia cho nên nhiều người mới nói ông Trung Quốc ổng lao đao coi vậy mà nó có ảnh hưởng nhưng mà không đáng sợ bằng việc là ngân hàng trung ương của Mỹ cứ tăng lãi suất hoài. Và nhưng nói về câu chuyện đó về việc lãi suất đó thì vào cuối tuần vừa qua, cựu tổng thống Donald Trump cũng có một cái nhận định liên quan đến việc tăng lãi suất như thế này. Ông nói trong cái chương trình Meet the Press của NBC News, ông cho rằng lãi suất đang giờ cao quá và mọi người không thể làm được gì hết, họ không có mua nhà được, họ không có mua xe được. Cho nên nếu mà ông mà làm tổng thống việc đầu tiên nha, ông vừa vô tòa Bạch ốc là ông sẽ yêu được cầu để mà giảm lãi suất ngay để giúp cho người dân liền nghe hay không nghe oách không thưa quý vị là và chúng ta không có lạ gì cái việc mà ông Trump hay quở trách cái ông chủ tịch ngân hàng trung ương là ông Trump Power đó thưa quý vị là và mặc dù năm 2018 chính ông Trump là người đã bổ nhiệm ông Trump Power vào cái vị trí là chủ tịch ngân hàng trung ương nhưng mà cũng từ năm 2018 cho đến bây giờ là ông Trump thường suy, thường xuyên chỉ trích. Ông Biden thì khác, ông Biden nhiều lần có nói ông hơi concerned, ông có lo ngại chứ. Cái việc mà cứ tăng lãi suất như thế này, người dân người ta có không lên, các cơ sở thương mại người ta không lên chứ. Nhưng mà ông Biden ông tôn trọng cái con đường của ngân hàng trung ương đi. Ông nói là ông muốn để cho họ đi một cách độc lập như vậy để họ chiến đấu với lạm phát và ông sẽ không có can thiệp. Nhưng mà ông Trump thì nhiều lần chỉ trích ngân hàng trung ương và nói đây là những cái kẻ ngu ngốc. Còn so sánh ông chủ tịch ngân hàng trung ương Trump Power là một cái gô thủ mà không bao giờ có thể đánh bóng vào lỗ được cho một cái kẻ hoàn toàn là thất bại. Cho nên ông hứa đó là nếu mà làm tổng thống là ông sẽ kéo cái lãi suất xuống liền. Nhưng mà quý vị biết rằng nếu mà kéo lãi suất xuống thì người dân sẽ đổ xô đi vay mượn nợ để lại tiếp tục tiêu dùng để chi uh, trả cho những cái thẻ tín dụng, rồi vay mượn nợ để mua xe, rồi để làm mortgage để mua nhà, rồi lúc đó lạm phát giá thành sản phẩm vẫn còn chưa vẫn còn cao thì quý vị hãy nghĩ rằng những cái yếu tố đó nó cộng lại thì có lẽ là cái cuộc chiến lạm phát của Mỹ sẽ không có thể bao giờ đi được đến đích hết đó là nhận định của những cái chuyên gia hiện nay. Và cũng trong cái dòng thời sự liên quan đến kinh tế đó thưa quý vị thì có một cái diễn tiến gần đây vừa mới xảy ra mà nhiều người lo ngại là ông Biden đang gặp những cái thử thách rất là lớn trong cái việc là thuyết phục người dân tin vào những cái chính sách kinh tế của ông dẫn dắt có nghĩa là hướng vào cái nền kinh tế xanh rồi uh, chuyển đổi uh, sang việc sử dụng xe điện rồi cả những cái chính sách về kinh tế khác nữa xây dựng hạ tầng cơ sở ông đang bị struggle đang rất là khó khăn để thuyết phục người dân thì rầm thêm một cái sự kiện nữa thưa quý vị đó là 13.000 13.000 công nhân trong cái ngành ô tô đó thực hiện cái cuộc đình công đồng loạt ở Michigan, ở Ohio, ở Missouri, 13.000 người thưa quý vị. Và theo Bộ Lao động cho biết các cái cuộc đình công trong tháng 8 như thế này đã lấy đi 4 triệu mốt ngày làm việc trong tháng 8 và đây là cái con số lớn nhất kể từ năm 2000 cho đến nay và quý vị biết là khi mà công nhân đình công thì nó như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá xăng, oh, xin lỗi, giá xe và nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến nền kinh tế. Mọi cái diễn tiến ở nền kinh tế nó như cái hiệu ứng domino, cứ một cái con bài nó ngã thì nó sẽ làm cho các con bài khác ngã theo. Nhiều người cho rằng là ông Biden sẽ gặp cái thử thách rất là lớn và nếu như ông giải quyết không tốt được câu chuyện này và những cái nghiệp đoàn ngành ô tô không có đứng ra thương lượng được với lại công nhân trong ngành những cái chuyện này nó đã kéo dài cả tháng trời rồi thưa quý vị mà không có đâu vào đâu hết khi mà những người công nhân đó người ta muốn là phải nâng cái mức lương cơ bản lên thì bên phía nghiệp đoàn họ chưa có đạt được cái điều đó ông biden thì ông nhá ra cái ý định là biết là khó khăn cho ông nhưng mà ông lại ủng hộ những công nhân đình công thưa quý vị. Ông nói ý rằng là cái lịch sử đã chứng minh là cái ngành công nghiệp ô tô đó đã được thu lợi quá nhiều mà. Vậy bây giờ mà mình nâng lương, mình chia sẻ cho những cái người công nhân đó là chuyện tất yếu, có gì đâu mà phải đáng bàn. Nhưng mà thực sự nó sẽ rất khó cho ông Biden bởi vì sắp tới nếu như cái chuyện này nó giải quyết không xong đó nha thưa quý vị thì sẽ còn một cuộc đình công khác nó lớn hơn kỳ này không phải là 13.000 công nhân mà là sẽ 150.000 công nhân xuyên qua các cái tiểu bang và cũng sẽ đình công hàng loạt. Chúng ta nghe tới con số đó thì chúng ta biết đây sẽ là một cái thử thách rất lớn. Và nữa, không chỉ cái chuyện đó mà bên phía đảng Cộng Hòa đang theo dõi rất là sát cái sự kiện đình công này để mà họ muốn chợp lấy thời cơ và họ gửi ra thông điệp cho những cái tiểu bang mà có công nhân đình công ví dụ ở Michigan từ năm 1900 từ những năm 1994 Đảng Cộng hòa chưa bao giờ thắng được ở Thượng viện ở Michigan thì bây giờ những cái vị chính trị gia bên Đảng Cộng hòa đang hy vọng là từ cái sự kiện này đó họ sẽ thuyết phục người dân họ nói thấy chưa. Cái việc mà ông Tổng thống Biden này ông quá là cấp tiến, ông muốn chuyển đổi cái ngành năng lượng xanh ha và ông lại là, ông làm mất job của những cái ngành công nghiệp truyền thống rất là nhiều cho nên là họ sẽ tranh thủ cái lá phiếu của cử tri và không chỉ đảng cộng hòa ở michigan đâu mà cả cựu tổng thống donald trump nữa thưa quý vị được biết là ông sẽ chuẩn bị thực hiện một cái chuyến đi đến ngay michigan để mà ông thuyết phục người dân đừng có bỏ phiếu cho ông biden vào năm 2024 bởi vì những chính sách quá cấp tiến của ông biden ông nói như thế này nè thật thực sự là cái việc sử dụng những cái đồng thuế của người dân Mỹ mà dùng nó để cho một cái lý tưởng mà phải nói nó quá là cấp tiến đi chuyển đổi cái ngành công nghiệp ô tô như thế này á nó là cái điều rất là vô lý trong khi đó bao nhiêu công ăn việc làm của người ta bị mất job như vậy đó là thông điệp chính mà ông donald trump rồi cả ông cựu phó tổng thống mike pence và cả những cái thành viên khác trong đảng cộng hòa đang sử dụng tối đa từ cái cuộc đình công này nhưng một lần nữa thưa quý vị nó đặt cho ông joe biden một cái thách thức nhưng chính ông lại nói rằng no ông nghĩ rằng cái việc mà công nhân đình công để đòi những cái quyền lợi cơ bản của họ được tăng lương đó là chuyện là thích đáng là chuyện cần phải làm đó là câu chuyện liên quan đến cái việc đình công và tiêu điểm của chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một số những cái nội dung chính của cái việc cựu tổng thống Donald Trump trong cái cuộc phỏng vấn ở trên đài NBC News trong chương trình Meet the Press vào ngày chủ nhật phát sóng toàn bộ vào ngày chủ nhật ngày hôm qua đó chúng tôi muốn gửi đến quý vị một số cái nội dung chính là và nhiều người thắc mắc là vì sao một cái kênh truyền hình như là NBC News lại để cựu tổng thống Donald Trump lên và đưa ra những cái lời phát ngôn á trong đó có những cái câu chuyện nó đã được phóng đại một cách quá mức và nó hoàn toàn không có một cái hoạt động phát chất nào trong suốt cái cuộc phỏng vấn như vậy và nó đã khuếch đại nó đã tạo ra một cái thông điệp để kêu gọi những người ủng hộ ông Trump sẽ càng ủng hộ và tin theo những cái điều ông nói và một lần nữa trong số đó có những cái cái phát có những cái điều mà ông Trump đưa ra nó không đúng. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết thì có một cái ý như thế này nè thưa quý vị. Liên quan đến một cái rắc rối rất là lớn của ông Trump, một trong những cái vụ kiện pháp lý rất là lớn của ông Trump, đó là cái vụ truy tố của Bộ Tư pháp ở mức độ liên bang hình sự trong cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Quý vị nhớ cái câu chuyện này. Và ông Trump nhiều lần nhiều lần trong những cái lần xuất hiện đây đó và thông qua những cái cuộc phỏng vấn và ông nhiều lần nói rằng á, sở dĩ ông nói cái chuyện là bầu cử gian lận và ông thực hiện cái cuộc gọi perfect call đến tiểu bang Georgia và yêu cầu ông bộ trưởng hành chính ở tiểu bang Georgia tìm thêm 11.000 phiếu để mà giúp đem lại cái chiến thắng cho ông trong thực tế thì ứng cử viên biden thắng ở tiểu bang georgia quý vị biết câu chuyện này thì ông đổ lỗi cho cái việc là những cái cố vấn của ông những cái luật sư của ông đã nói cho ông biết rằng có những cái sự gian lận ở những cái tiểu bang chiến trường ví dụ như georgia ví dụ như wisconsin michigan nevada nhưng mà bất chấp những cái lời khai của những cái cố vấn cấp cao của ông Trump đó, họ đã khai với lại ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng trước đây ở Quốc hội và sau này là họ khai với ông Jack Smith và họ nói rằng nhiều lần những cái cố vấn nói với ông Trump là ông Trump đã thua rồi nhưng mà ông ấy vẫn không đồng ý cái chuyện đó. Thì quý vị biết là đã có nhiều lần ông Trump đổ lỗi cho các cái cố vấn là vì họ nói cho chúng tôi biết cái chuyện đó là cả cái nhóm mà Sydney Power cựu luật sư của ông Trump, rồi cả cựu luật sư Rudy Giuliani cứ liên tục đưa ra cái chuyện là bầu cử, bầu cử gian lận. Cho nên tôi tin vào điều đó. Nhưng mà không, thưa quý vị, trong cái cuộc phỏng vấn mà đăng trên NBC News vào ngày hôm qua, thì chúng ta nghe lần đầu tiên ông Trump đã nói một cái ý khác trước giờ. Ông nói rằng á, cái cái chuyện mà ông cho rằng bầu cử năm 2020 là gian lận á, dĩ nhiên là cũng có cố vấn cũng cho ông biết một số những cái điều cái phát về cái cuộc bầu cử đó. Nhưng mà tất cả nó đến từ cái bản năng của ông. Đó là it was my decision đó là cái quyết định của tôi, tôi dựa vào chính tôi là chính. Và ông Trump đã thừa nhận điều này thưa quý vị. Tôi dựa vào để chính tôi là chính để tôi thực hiện những cái việc mà tôi muốn là đảo ngược kết quả bầu cử. Bởi vì đối với ông Trump, đó là cuộc bầu cử gian lận. Và chắc chắn là ông Jack Smith sẽ ghi chép rất rõ cái điều này. Như vậy thì ông Trump đã xác nhận một cách chính thức là tất cả những việc ông làm liên quan đến cái kết quả bầu cử năm 2020 là ở chính ông. His decision, chứ không phải là những cái sự tư vấn của người khác ý thứ hai nữa thưa quý vị cũng nhân nói về cái vụ truy tố này thì vào chiều tối ngày hôm qua ngày chủ nhật đó cái nhóm luật sư của ông trump đã gửi ra tòa một lần nữa và họ lại thúc giục cái bà chánh án Tanya Chukin là người sẽ xử cái hồ sơ này đó và yêu cầu bà phải rút lui không có được tiếp tục xử. Quý vị đã biết cái diễn tiến này rồi là vào tuần trước bên phía luật sư của ông Trump cũng push và nói là bà Tanya Chukin là đầy thiên vị và mang cái sự gọi là những cái định kiến rất là lớn đối với ông Trump. Và bên phía công tố viên bên Bộ Tư pháp cũng đã gửi đơn ra tòa nói no, Bà Tanya Chutkin không việc gì phải rút lui ra khỏi cái 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 chuyện này hết. Cái việc mà luật sư của ông Trump đưa ra những cái lập luận và nó không có căn cứ, nó không có cơ sở như vậy á, nó nó không có đủ nó không có đủ cơ sở để mà một cái bà chánh án phải rút lui ra khỏi cái vụ xử như thế này. Thì vào chiều tối ngày hôm qua, nhóm luật sư của ông Trump lại tiếp tục push thêm một lần nữa, gửi đơn ra tòa và lần này thưa quý vị, họ dùng chính những lời của bà Tanya Chuckin, bà bà tòa đó đã nói trước đây để mà họ lập luận và họ yêu cầu bà phải rút lui. Đó là câu gì? Quý vị nhớ bà Tanya Chuckin đã từng nói cái câu là Tổng thống Mỹ thì không phải là vua, huống chi ông Donald Trump không còn là tổng thống Mỹ nữa. Và bà nói điều này khi mà bên phía ông Trump đã nộp đơn ra tòa, đòi block lại không có cho bên phía bộ tư pháp được quyền tiếp cận những cái hồ sơ mà thời gian mà ông Trump còn là tổng thống còn trong tòa Bạch Ốc. Thì ngày hôm chủ nhật ấy, nhóm luật sư của ông Trump dùng đúng lại cái câu như thế này. President is not a king thì họ dùng đúng cái câu đó họ nói là đúng president thì không phải là vua nhưng mà mỗi một vị tổng thống của nước mỹ đó thì được quyền bảo vệ được một cái đặc quyền là được bảo vệ bởi hiến pháp của nước mỹ đó là ý kiến của luật sư ở bên phía ông trump thưa quý vị lặp lại đúng là không tổng thống mỹ thì không phải là vua nhưng mà bất kỳ một ông tổng thống mỹ nào đó cũng được hiến pháp bảo vệ được entitled, được một cái đặc quyền hơn người khác là được hiến pháp bảo vệ không có được đụng đến. Khoan nói đến cái chuyện này, cái lời tuyên bố này đúng hay sai, bởi vì trong lịch sử đã từng chứng minh rất là nhiều, bất kỳ một tổng thống nào như ông Nixon, như ông Bill Clinton làm sai thì cũng bị luận tội, thậm chí là có thể bị truy tố thưa quý vị, rồi truy tố ra tòa. Rồi cuối cùng bồi thẩm đoàn sẽ là cái người quyết định là có tội hay không có tội thì tính sau, nhưng nói như vậy không có nghĩa là những cái ông tổng thống của nước Mỹ được quyền ngồi xổm trên luật pháp. Và họ bên phía luật sư của ông Trump còn nói tiếp và người dân á phải được quyền có cái niềm tin, có cái niềm tin vào cái việc mà hiến pháp và có cái niềm tin rằng Ứng cử viên Donald Trump hiện nay rất là sáng giá trong cái cuộc bầu cử năm 2024 thì không thể nào mà bị hãm hại bằng những cái trò uh, truy tố mang cái tính chính trị như thế này. Đó là cái ý kiến của bên phía luật sư của ông Trump đã gửi ra vào ngày hôm qua thưa quý vị. Um, để mà yêu cầu bà uh, Tanya Chukan phải rút lui. Và quý vị nhớ là cũng trong cuối tuần vừa qua chính ông Jack Smith cũng gửi đơn ra tòa và yêu cầu tòa hãy đưa ra cái lệnh hạn chế cái phát ngôn của ông Trump thậm chí là bây giờ ông đi đến gặp cử tri của các cái tiểu bang để vận động chính trị đó thì cũng phải hạn chế không có cho ông nói về những cái hồ sơ nữa bởi vì ông cứ tiếp tục tấn công vào tòa vào bên công tố vào bên bồi thẩm đoàn thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái tiến trình xét xử cũng như là cái sự an toàn cho những cái nhân vật có liên quan và hôm thứ bảy ông Trump gầm lên ông nói rằng cái gì tôi là một ứng cử viên đang tranh cử tổng thống để chống lại cái kẻ thiếu năng lực người đã vũ khí hóa bộ tư pháp và fbi để theo đuổi đối thủ chính trị của ông ta vậy mà tôi không được nói hả có nghĩa là ông Trump đang ám chỉ ông Biden đó thưa quý vị và trong cái cuộc phỏng vấn với trên NBC vào ngày hôm chủ nhật ông Trump có ám chỉ ý này mà ông nói rằng ông Biden đã thân chinh đi đến bộ tư pháp và yêu cầu bộ tư pháp thực hiện những cái việc truy tố tôi ngày hôm nay thì cái người dẫn chương trình là Kristen Welker có phản bác lại nói là thưa ngài cựu tổng thống, điều đó hoàn toàn không có được chứng minh trong thực tế. Đó chỉ là cái lời nhận định của ông Trump mà thôi thưa quý vị. Và sau ít phút dành cho thương mại, Hoàng Vi xin phép sẽ được trở lại và tường thuật quý vị chi tiết về cái cuộc phỏng vấn của cựu tổng thống Donald Trump trên đài NBC. Và vì sao chúng tôi làm như vậy là bởi vì ông Trump hiện nay thưa quý vị, những cái lời phát biểu của ông vẫn đang được rất là đông thành phần cử tri Mỹ trong 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 nước Mỹ đang theo dõi và cái điều rất là đáng tiếc trong các cuộc phỏng vấn đó có một số cái thông tin nó không chính xác nhưng mà đã không có bất kỳ một cái phát check nào xuất hiện trong toàn bộ cái cuộc phỏng vấn như vậy. Hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và như chúng tôi thưa vào ngày hôm Chủ nhật, ông Trump đã có một cái cuộc phỏng vấn dài hơi trên NBC với lại người dẫn chương trình là Kristen Welker và cô cô ký giả này đó là lần đầu tiên đã thay thế cái một nhà báo rất là kỳ cựu, đó là chất Todd cũng là một nhân vật mà chúng tôi vô cùng yêu thích luôn thì người này đã chính thức là rời khỏi chương trình Meet the Press và trao lại cho cô ký giả Kristen Welker này. Và cái điều đáng nói đó thưa quý vị là có lẽ là cô Kristen Welker muốn tăng cái lượng view trong cái chương trình của mình trong cái chương trình chào chào sân ra mắt vào ngày chủ nhật cho nên là cái phát súng đầu tiên cô đã chọn cái nhân vật để phỏng vấn đó là cựu tổng thống Donald Trump trong cái cuộc phỏng vấn này cô Kristen Welker đã hỏi ông Trump rằng nhiều ý trong đó về cái chuyện là ông có lo ngại những cái rắc rối pháp lý những cái việc mà truy tố về hình sự xảy ra một cách dồn dập và trong thời gian sắp tới như vậy á nó sẽ có cái khả năng là đẩy ông đi vào cái con đường mà không có ai muốn đó là cái chuyện mà vào tù hay không thì ông trump nói rằng ông chưa hề mảy may một giây nào nghĩ về cái chuyện đó hết và ông chỉ bận tâm về những cái con đường sắp tới làm sao cho nước Mỹ vĩ đại trở lại mà thôi. Và ông cũng nói rằng á có lẽ là bởi vì cái cái tạng của tôi cái kiểu người đặc biệt của tôi, tôi được tạo ra một cách đặc biệt với cái não trạng như vậy. Nhiều người cũng tới hỏi tôi về chuyện này lắm chứ, nhưng mà tôi không bao giờ phải lo về điều đó và tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ phải đi vào tù vì những cái cuộc truy tố đó, bởi vì một điều đơn giản thôi tôi không có làm gì sai. Và ông Trump cũng có cáo buộc ông Biden như phần 2 chúng tôi nói đó là Biden đã thân chinh đi sang Bộ Tư pháp và yêu cầu ông Bộ trưởng Tư pháp và thực hiện tất cả những cái vụ truy sát về pháp lý đối với ông hiện nay. Cái ý thứ hai, ông Trump nói về cái khả năng lựa chọn phó tổng thống. Bởi vì đến tận bây giờ, thưa quý vị, vẫn là một cái dấu hỏi để ngỏ rất là lớn. Vậy thì ai sẽ được ông Trump phần nhiều hiện nay là ông dẫn đầu tất cả những cái bảng xếp hạng và cách xa cái nhân vật thứ nhì trong các ứng cử viên của đảng cộng hòa một cái con số rất là xa vời ra Ron DeSantis coi như là bây giờ là mất hút rồi thưa quý vị, ngày càng coi như là không có với được tới ông Trump trong cái bảng xếp hạng nữa. Vậy thì ai sẽ là liên danh với ông Trump? Nhiều người cho rằng và thậm chí ngay cả bà à, dân biểu bên phía Cộng hòa là Marjorie Taylor Greene cũng đang có những cái tham vọng là biết đâu tôi sẽ được trở thành phó liên danh với ông Trump thì sao. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua đó thì ông nhá nhen ông nói rằng là tôi đang suy nghĩ về điều đó có hai nhân vật mà bây giờ ông đang uh, suy nghĩ đó là bà ứng cử viên Carrie Lake ở Arizona. Cái nhân vật mà nó nói nó y chang ông Trump luôn thưa quý vị, y chang luôn. Có nghĩa là sao? Ra tranh cử mà ngay từ đầu chưa có bỏ phiếu, cử tri chưa đi bỏ phiếu mà Carrie Lake đã nói nếu mà thắng thì ok, đó là bầu cử đúng. Còn nếu là thua thì đó là bầu cử gian lận và kết quả là cô đã thua và cô đã thua và cô đã không có chấp nhận kết quả đó và cứ nộp đơn kiện ròng rã hơn 10 vụ kiện các tòa các cấp và đều bị vứt vào sọt rác hết. Và ông Trump nói rằng ông đang cân nhắc cái nhân vật là Carrie Leck. Một nhân vật nữa là ở thống đốc của sao Dakota, thưa quý vị, đó là Kristi Noem. Và vào hôm thứ Sáu tuần trước, thì bà thống đốc này có tuyên bố rằng bà ủng hộ cho cựu tổng thống donald trump và nhiều người nghĩ rằng có thể là bà sẽ được ông trump chọn làm liên danh phó tổng thống trong cái cuộc đua sắp tới nhưng mà ông cũng thông thêm câu này nè chọn ai thì chọn thì ông đang nghĩ là cái người nữ thì hơn như vậy thì cái ông mà vivek ramaswamy cái tay mà ứng cử viên đang choi choi đang vươn lên một cách rất là bất ngờ out of nowhere không rõ ở đâu một cái thương gia ấn độ mà có những cái lời phát biểu mà nó tào lao hết sức mà bất ngờ không thưa quý vị để phản ánh cái tình hình chính trị của nước mỹ một cái tay mà nói năng không ra gì hết và nói rằng đó là nếu mà làm tổng thống thì cắt hết những cái viện trợ cho ukraine thậm chí là đối với đài loan hả chỉ có một vài năm cho đến khi á mà Mỹ lấy được cái công nghệ mà sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan và kèm theo rồi đòi xóa sổ bộ giáo dục nữa chứ. Nói y chang những cái chính sách của ông Donald Trump. Và rất là bất ngờ là cái tay này đang vươn lên trong cái bảng xếp hạng thì coi như là Vivek Ramaswamy tiêu tùng cái hy vọng là được ông Trump chọn làm đứng phó là bởi vì trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, ông nói là ông đang nghĩ đến chọn một người nữ, một người nữ để thu hút cái lá phiếu của cử tri nữ, đặc biệt là trong những cái vấn đề về chống phá thai thì quý vị biết rằng Đảng Cộng hòa đang mất dần cái số phiếu đối với những cử tri nữ trong nước trong nước Mỹ. Và một cái ý nữa, ông cũng có nói đến là ông lại tán dương ông Tổng thống Vladimir Putin. Quý vị nhớ, trong suốt tuần vừa qua, chúng tôi có đưa tin coi như một ông ở Mỹ và một ông ở Nga, hai ông không ngớt lời tán dương lẫn nhau. Trước đây đó, thì ông Trump gọi ông Putin là thiên tài. Hay quá, đưa quân vô ngay lập tức đưa được gần trăm, hai trăm ngàn quân vô nước vô Ukraine. Như vậy là quá là tài tình rồi vào tuần vừa rồi thì ông putin lại tán dương ông trump và cho rằng đây là một cái vị tổng thống vĩ đại của nước mỹ và những cái rắc rối mà ông ấy hiện nay đó đó là sự truy sát truy bức của bên phía đảng dân chủ của bên ông joe biden rồi nữa vào tối trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua thì khi được hỏi rằng ông nghĩ sao ông nghĩ sao về chuyện là ông putin ông ca ngợi những cái câu phát biểu ông nói đó là chỉ trong một cái thời gian tích tắc 24 giờ mà ông có thể giải quyết được cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì ông Trump đã trả lời rằng trời tôi vui quá. Ông nói nguyên câu là tôi quá vui, tôi quá vui luôn bởi vì ông ấy nói câu đó có nghĩa là ông ấy thừa nhận cái khả năng thực sự của tôi để tôi nói cho bạn biết là tôi sẽ làm gì để giải quyết cái cuộc xung đột này. Này nhé, tôi sẽ mời ông Putin vô một cái phòng rồi tôi cũng sẽ mời ông Zelensky vô một cái phòng, xong rồi tôi đưa họ lại chung lại với nhau, rồi tôi sẽ đưa ra một cái điều để cùng quốc với nhau, thỏa thuận với nhau và tôi sẽ đạt được cái điều đó một cách rất là dễ dàng và nó dễ hơn, thậm chí nó dễ hơn trước khi nó bắt đầu nữa. It would have been a lot easier before it started nó dễ lắm chỉ là đưa vô cái phòng xong đưa ông Zelensky vô cái phòng rồi tôi gộp hai ông này với nhau rồi tôi thực hiện cái điều nó dễ như vậy đó vậy mà khi ông đi sang Bắc Hàn với lại Kim Jong Un thưa quý vị để mà giải quyết cái chuyện là yêu cầu bên phía Bắc Hàn giải trừ vũ khí nguyên tử nhưng mà quý vị nhớ là cho đến hai cuộc gặp 2018 và 2019 mà ông Donald Trump đã trở về tay không trở về không, tay không lại hoàng không, không đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào với lại lãnh đạo bên phía Bắc Hàn Kim Jong-un hết. Rồi, một cái câu chuyện nữa mà cựu Tổng thống Donald Trump có nói là về vấn đề phá thai. Khi mà người dẫn chương trình của Christine hỏi, ông nghĩ sao về cái chuyện là ông có ký cái lệnh cấm phá thai mà sau 15 tuần tuổi hay không, thì ông Trump đã đưa ra những cái lời phát biểu Uh, người ta nói rằng không có đúng trong thực tế khi ông nói rằng bên phía Đảng dân chủ á, bây giờ cứ cho phép người ta là phá thai 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng thậm chí gần đến ngày sanh nở luôn cũng cho phép là giết trẻ con như vậy. Một lần nữa thưa quý vị, uh, về CDC đã nói rằng chỉ có 1% thôi, 1% trong số những cái ca phá thai ở Mỹ á, mà bà mẹ quyết định là phá thai khi mà con vào khoảng mà 5 tháng trở lên á, là vì những yếu tố là vì bệnh tật, vì dị tật thai nhi, nó chiếm 1% thôi. Vậy mà cựu Tổng thống Donald Trump vào tối ngày hôm qua, cũng như là ông Mike Pence và Nikki Haley và Vivek Ramaswamy ở trên sân khấu của cái phần tranh luận đầu tiên của đảng cộng hòa đã phóng đại ra và nói rằng đảng dân chủ là giết trẻ con đảng dân chủ đợi đến những đứa trẻ con những cái thai nhi ấy, mà nó lớn đó, xong rồi vẫn cho bà mẹ giết trẻ con Thậm chí là những cái thuyết âm mưu nói rằng đảng Dân Chủ ăn thịt trẻ con rồi là, là về ấu dâm. Nói chung những cái thuyết âm mưu đó nó đã xuất hiện từ cái bầu cử tổng thống năm 2020. Vậy mà bây giờ rất là lạ lùng thưa quý vị. Một lần nữa để phản ánh cái tình hình chính trị ở nước Mỹ, những cái thuyết âm mưu lạ lùng như vậy mà vẫn được sử dụng một cách là rất đắc lực trong cái thời buổi hiện nay thưa quý vị và bên phía những người mà chống đối đó thì họ vẫn được sử dụng rất là nhiều ông trump thì ông không có trả lời thẳng vào cái câu hỏi rằng như vậy thì ông có đưa ra cái chính sách là cho phép chỉ cấm phá thai là sau 15 tuần hay không ông không nói điều đó mà ông chỉ nói một cách chung chung là có nhiều thứ nó happen lắm và cả hai phía tức là ủng hộ và không ủng hộ cái chuyện phá thai á ngày càng trở nên căng thẳng hơn ông sẽ giải quyết vấn đề đó và sẽ đưa hai bên lại để mà đưa ra một cái giải pháp chung nhất nói chung là câu trả lời cuối cùng là không có một cái câu trả lời nào hết trả lời mà như không trả lời một câu trả lời mà không có giải quyết được bất kỳ một thông tin nào tuy nhiên là vào ngày thứ sáu trước đó thưa quý vị khi ông đến dự một cái sự kiện khác là dành cho những cái tổ chức mà chống đối với lại cộng đồng LGBT+, những cái tổ chức mà cực hữu đó, thì ông có nói một ý là ông có những cái ngoại lệ cho những cái người phụ nữ mà bị hãm hiếp hay là bị loạn luân hay là cái những cái thai nhi mà ảnh hưởng tính mạng của người mẹ thì ông ủng hộ cho cái việc mà phá thai đó. Và cái ý nữa, ông Trump cũng nói trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, đó là chuyện là ông ủng hộ những cái thành viên trong Đảng Cộng hòa hiện nay ở Hạ viện những cái thành viên mà cực hữu mà Cộng hòa MAGA đó thưa quý vị, đang vì những cái yêu sách và không có đang cản trở để không có thể thông qua cái ngân sách cho chính phủ. Và quý vị biết là cái thời hạn deadline ngày 30 tháng 9 nó đang đến gần rất là gần rồi. Và nếu mà không có thông qua ngân sách thì chính phủ phải đóng cửa mà chính phủ phải đóng cửa nó sẽ ảnh hưởng đến quân đội nè ảnh hưởng đến cựu chiến binh, ảnh hưởng đến người nghèo, những người có thu nhập thấp, và bà mẹ và trẻ con và cả nhân viên của chính phủ nữa. Nhưng mà ông Trump nói như thế này, ông ủng hộ. Bởi vì sao? Những cái nhà lập pháp ở bên phía Cộng hòa MAGA như vậy, họ đang làm để với một cái mục tiêu duy nhất là cắt giảm ngân sách. Bởi vì hiện nay nợ quốc gia lên đến 35.000 tỷ rồi. Ông không nói rằng những cái chính sách mà dưới thời của ông đó trong cái việc mà cắt giảm thuế cho những cái tập đoàn đa quốc gia, đại công ty và những tỷ phú đó nó đã đóng góp không nhỏ vào cái việc nợ ngân sách quốc gia thưa quý vị. Thì ông nói rằng nợ ngân sách giờ lên đến 35.000 tỷ rồi. Nếu mà không cắt giảm thì cho nên ông ủng hộ cái việc là phải đóng cửa chính phủ. Người dân Mỹ phải nhớ về những cái câu nói này bởi vì rõ ràng là bên phía những cái thành những cái thành viên ở trong Đảng Cộng hòa mà cực đoan và bảo thủ, họ không quan tâm đến cái việc đóng cửa chính phủ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến đời sống của người dân Mỹ và cả đến cái sự vận hành của nước Mỹ nữa thưa quý vị. Nhưng đó là ý kiến của ông Trump và nói tóm lại, trong cái cuộc phỏng vấn rất là dài hơi như vậy và người nghe theo dõi chúng tôi theo dõi, chúng tôi thấy một điều rằng ông Trump vẫn cái cách nói rất là lưu loát, rất là thu hút và rõ ràng ông Trump có cái lượng đông đảo những người trung thành ủng hộ ông mà như chúng tôi thưa quý vị, một lợi một <laughs> một lần ủng hộ ông trump là cả đời sẽ theo ông trump thì đúng ông thể hiện một lần nữa trong cái ngày hôm qua đó là những cái lời tuyên bố nó thao thao bất tuyệt nó rất là hùng hồn nhưng mà rất nhiều những cái điều trong đó nó bị phóng đại lên và cái điều quan trọng những cái chuyên gia về chính trị họ quan sát để rồi họ đưa ra cái nhận định là nó không có agenda những cái lời phát biểu của ông nó không có cái những cái chính sách cụ thể người dân Mỹ nếu mà bóc tách ra những cái hình ảnh mà họ đang thấy trên màn hình những cái trình bày nó rất là lưu loát rất là hấp dẫn nhưng mà không có cái chính sách gì cụ thể khi mà ông đang chuẩn bị tranh cử vào tòa Bạch Ốc và ông cũng là một cái ứng cử viên sáng giá cho cái chiếc ghế tổng thống năm 2024. Nó không có điều gì cụ thể ngoài cái hai cái điều thứ nhất là nâng cao cái hình ảnh của bản thân ông, self promote, ông tự quảng bá cho ông và cái điều thứ hai là ông lại tiếp tục củng cố và khắc sâu vô lòng tâm trí Mỹ những người mà ủng hộ ông về những cái điều mà nó đã gây ra cái sự phân cực rất lớn trong nước Mỹ đó là cái chuyện bầu cử gian lận thưa quý vị đến bây giờ nbc news tạo một diễn đàn để cho ông Trump vẫn tiếp tục nói rằng bầu cử năm 2020 đó là cái gian lận. Và cái điều ngạc nhiên là đã không hề có bất kỳ một cái phát check nào ngay trên màn hình sau những cái lời phát biểu của ông Trump. Ví dụ, ông nói rằng là cái thời của Biden đã làm cho cái lượng di dân nó đổ ập vào biên giới, tràn lan tấn công vào biên giới. Hơn 15 triệu di dân bất hợp pháp tấn công vào biên giới kể từ ngày ông Biden lên làm tổng thống. Cái thông tin đó hoàn hoàn toàn nó trông chính xác thưa quý vị di dân hiện nay đang ở biên giới của nước Mỹ đó là nó cao hơn cái thời gian trước khi ông Biden lên làm tổng thống chuyện đó là có nhưng nói cũng chỉ khoảng 100 cho đến rưỡi ngàn thôi chứ không phải là 15 triệu như lời ông 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 Donald Trump tuyên bố và nói tóm lại là những cái điều ông nói nó rất là mơ hồ nhưng ông rất biết cách nói để những cái người follow ông đó, những cái người mà trung thành ủng hộ ông đó nghe theo Ví dụ như quý vị để ý lại cái câu hồi nãy Hoàng Vi có thưa trong cái chuyện cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine. Quý vị để ý kỹ đi, ông nói rằng á, tôi sẽ làm cho tôi sẽ giải quyết cái chuyện xung đột này. Nếu chúng ta lắng nhắm mắt lại và lắng nghe kỹ, ông có nói rằng ông giải quyết bằng cách nào hay không? Hoàn toàn không có, mà chỉ là tôi giải quyết trong vòng 24 tiếng. Tôi đưa ông Putin vào một cái room, ông Zelensky vào một cái room, tôi gọp hai người lại với nhau, tôi make a deal. Nó easier, nó rất là dễ dàng, ngay cả khi nó chưa có bắt đầu những cái điều nó tuyên bố nó rất là chung chung về cái vụ mà chiến đấu với những cái chất ma túy fentanyl đang tràn lan nước Mỹ mà đảng Cộng hòa đã cáo buộc cho rằng chính ông Biden đã làm cho cái lượng di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ và đem theo những cái ma túy như thế này quý vị để ý là những ứng cử viên trong đảng Cộng hòa ví dụ nhá là ông ngay cả cái tay mà thương gia tàu lao Vivek Ramaswamy lôi choi lo choi trên sân khấu và ngay cả Mike Pence hay Nikki Haley đã đ... và cả Ron DeSantis nữa chứ đưa ra những cái uh, gọi là những cái chính sách nếu mà làm tổng thống á, họ đưa quân qua Mexico luôn họ trấn ở bên đó luôn và họ không có cho cái lượng cái 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 thành phần mà buôn bán ma túy được có quyền là thâm nhập biên giới để mà tràn cái lượng ma túy vô nước Mỹ họ càng quét biên giới Mexico luôn. Nghe thì có vẻ cực đoan và bên phía Mexico là chống đối rất là dữ về chuyện này. Nhưng ít ra, ít ra là họ có một cái gì đó nó cụ thể. Còn trong buổi tối ngày hôm qua đó thưa quý vị, chúng tôi lắng nghe rất là kỹ. Ông chỉ nói một điều rằng something has to be done and has to be done fairly quickly. Mình phải làm một cái việc gì đó, nó phải là nhanh chóng và cấp thiết nhưng mà làm cái gì thì người dân hoàn toàn không nghe thấy nó rất là chung chung thưa quý vị rồi về chuyện thuế ông khẳng định một lần nữa nếu như ông trở thành tổng thống thì ông sẽ cắt giảm thuế cho những cái đại công ty chuyện này chúng ta rõ rồi nhưng mà bây giờ cắt giảm bao nhiêu cắt giảm như thế nào và lộ trình ra sao hoàn toàn không nghe thấy trong các cuộc phỏng vấn ông chỉ nói là nó depend on where we are at the time chỉ đợi lúc đó tình hình như thế nào rồi tôi sẽ đưa ra con số. Trong khi nhớ, trong khi nhớ ông Joe Biden, ông ông đưa ra một cái con số cắt giảm rất là cụ thể. Xin lỗi, đối với Joe Biden là đòi tăng, tăng thuế của các tập đoàn, đòi tăng thuế của những đại công ty lên 28%. Và thậm chí là đưa ra cái kết quả luôn là nếu mà tăng như vậy đó thì tiền thuế mà Mỹ có thể thu được trong vòng 10 năm là 1.300 tỷ lấy cái tiền đó để chi trả những cái vấn đề về an sinh xã hội cho dân. Nó cụ thể rõ ràng như vậy đó. Còn cái chuyện mà được ủng hộ hay là phản đối thì nó tính sâu. Trong khi ông Trump chỉ những cái lời tuyên bố nó chung chung là ok sẽ cắt giảm thuế cho công ty mà cắt giảm bao nhiêu thì chưa có rõ. Quý vị nhớ là trong cái thời gian 4 năm làm tổng thống, cựu tổng thống Donald ông Trump đã cắt giảm thuế cho những cái đại công ty thuế liên bang là 9% và thậm chí theo bây giờ ở bên những cái văn phòng ngân sách của chính phủ họ thống kê lại đó, họ nói là có những cái năm mà chỉ có 34% 34% trong số những cái đại công ty ở nước Mỹ á, là không có đóng một cái đồng thuế liên bang nào hết từ cái chính sách mà cắt giảm thuế cho ông, cho đại công ty thế này. Đây là cái bản báo cáo mới nhất của Văn phòng Ngân sách Chính phủ đã đưa ra trong năm 2023. Và họ nói rằng cái việc mà cắt giảm thuế như thế này á, nó đã giảm doanh thu mà nước Mỹ lẻ ra phải thu được từ những cái đại công ty á, bị cắt giảm 1.500 tỷ. 1.500 tỷ trong vòng 10 năm. Quý vị nhớ lại con số hồi nãy Hoàng Vi có đưa. Ông Biden cũng đòi tăng thuế cho các cái công ty thì sẽ thu được trong 10 năm là 1.300 tỷ nhưng mà cái chính sách cắt giảm thuế của ông Trump đưa ra năm 2018 á, thì nó đã làm giảm cái doanh thu của thuế là 1.500 tỷ trong vòng 10 năm sắp tới đó một cái chuyện nữa ông cũng có đề cập đó là chuyện là ân xá cho những cái tù nhân bạo loạn quốc hội quý vị nhớ là cho đến thời điểm này cựu tổng thống Donald Trump và cả cái cô Marjorie Taylor Greene đã tán dương hết lời và gọi những cái người bạo loạn quốc hội là những cái người yêu nước là những cái người yêu nước thì vào cái cuộc phỏng vấn tối ngày hôm qua khi mà người dẫn chương trình hỏi rằng ông nghĩ rằng nếu là tổng thống thì ông có ân xá cho những người này như trước giờ ông vẫn hay nói hay không thì ông trump mới nói rằng Suddenly might có nghĩa là có thể thôi tôi có thể là sẽ ân xá cho những cái người bạo loạn uh, nếu mà tôi thấy là điều đó là phù hợp có nghĩa là chưa có chắc chắn nha quý vị cho nên quý vị thậm chí là hôm vừa rồi khi câu chuyện mà chúng tôi đưa về một cô gốc việt ở illinois có chủ tiệm nail đó mà đã tấn công vào quốc hội và bây giờ đã bị bộ tư pháp truy tố đó rất nhiều khán giả là ủng hộ cho cựu tổng thống donald trump và ủng hộ cho maga và đã email cho chúng tôi và nói rất là nặng nề nói rằng mắc mới gì là phải bỏ tù những người đó đó là những người yêu nước đúng cái thuyết mà ông Trump đang đưa ra thì những nhân vật như vậy phải nghĩ lại và cả những người đã tiến về quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 phải nghĩ lại bởi vì ông Trump nói rằng chỉ khi ông cảm thấy nó phù hợp thì có thể có khả năng thôi ông sẽ ân xá chứ không phải là chắc chắn thưa quý vị. Đó là cái câu chuyện liên quan đến những cái người đã ủng hộ ông. Cái điều cuối cùng, điều cuối cùng là ông đã đổ mọi trách nhiệm về cái ngày bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Không phải là ông đã kích động cái dòng người biểu tình, cũng không phải là những người bạo loạn đó. Quý vị biết mà trách nhiệm thuộc về ai không? Trách nhiệm thuộc về bà Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi, người mà ông Trump không bao giờ có thể đổi trời chung. Như chúng tôi nhiều lần nói đó, trời đã sinh ra Trump còn sinh chi ra si nữa. Nhất là bây giờ, mợ Nancy Pelosi, 83 tuổi, đã tuyên bố phải trở lại tranh cử trong cái kỳ uh, sắp tới để mà tiếp tục đưa ra cái tiếng nói ở tại Hạ viện hiện nay nó nhiễu loạn quá rồi. Ông Trump trong cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua đã đổ toàn bộ trách nhiệm cho bà Pelosi, nói rằng Chủ tịch Quốc hội có nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho Quốc hội và bà ấy đã làm không có đúng. Tôi gửi, tôi đòi là tôi gửi quân đội qua nhưng bà ấy đã từ chối. Ngay lập tức Nancy Pelosi đã xuất hiện trên CNN và phản bác lại đời này và nói rằng đó là một cái lời tuyên bố hoàn toàn dối trá, bởi vì quý vị biết là chủ tịch quốc hội thì hoàn toàn không có quyền điều động vệ binh quốc gia bà không làm được gì hết và bà nói rằng bà cùng với ông lãnh đạo ở bên phía đảng dân chủ là ông Chuck Schumer và cả ông Kevin McCarthy là lãnh đạo bên phía đảng cộng hòa gần như là bét ghiên nài nỉ van xin ông Trump hãy điều động vệ binh quốc gia sang để mà chi viện cho quốc hội đi nhưng mà ông Trump đã không làm gì hết để rồi bây giờ ông đổ toàn bộ trách nhiệm cho bà Nancy Pelosi. Đó là một trong những cái chuyện mà ông đã nói. Và cái điều cuối cùng, cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua đó thưa quý vị, ông Trump thay vì ông post lại những cái đoạn phỏng vấn trên trú social của ông, thì ông đã không sử dụng những cái đoạn phỏng vấn trực tiếp đó. Mà người ta nhìn thấy là ông đã share lại những cái lời nhận định từ cái bài phỏng vấn trên NBC News trong chương trình Meet the Press mà chúng tôi đang thưa quý vị đó thông qua những cái kênh cực hữu và đầy thuyết âm mưu ví dụ những cái kênh như Real America Voice and Right Side Broadcasting Network với một cái mục đích duy nhất ông đang kêu gọi những người ủng hộ ông hãy tiếp tục lắng nghe những ý kiến trên những cái diễn đàn trên mạng xã hội trên những cái tổ chức chính trị cực hữu và cực đoan hơn là xem những cái lời ông nói trên cái phương tiện mainstream những cái phương tiện truyền thông chính thống bởi vì nơi đó mới chính là những nơi mà khuếch đại những cái thuyết âm mưu và những cái quan điểm của ông trump đó là dụng ý của ông khi mà ông chia sẻ lại cái cuộc phỏng vấn mặc dù chính ông là người thực hiện và xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn đó thưa quý vị và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại